Trong các loại bệnh ở mắt thì bệnh cườm nước hay còn gọi là glaucoma, dân gian thường gọi là bệnh thiên đầu thống, là bệnh rất nguy hiểm, dễ gây mù lòa. Bệnh không chỉ xảy ra ở người lớn mà còn có ở trẻ sơ sinh, nếu không kịp thời phát hiện điều trị thì trẻ sẽ dễ bị mù vĩnh viễn. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Cương đến từ Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Cương đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Vâng ạ, thưa bác sĩ Hoàng Cương, trong các loại bệnh ở mắt thì bệnh cườm nước là một bệnh rất nguy hiểm và dễ gây mù mắt. Tại sao căn bệnh này lại nguy hiểm như vậy ạ, thưa bác sĩ? Cườm nước là tên dân gian của bệnh trong miền Nam. Thế còn người Bắc thì gọi là thiên đầu thống. Thiên đầu thống từ tiếng gốc tiếng Hán là đau nửa đầu đó. Mà thì vì đặc điểm của bệnh này nó thường gây ra đau nửa đầu, nhưng mà nó kèm theo những triệu chứng về mắt và nôn mửa rất là nhiều. Đấy, glaucoma thì lại tên gốc của từ tiếng Latin ra. Glaucoma thì nó là gốc của nó là ánh xanh. Ngày xưa người ta quan sát những bệnh nhân bị mù do glaucoma thì cái đồng tử nó mất phản xạ mà cái đáy mắt của dòng người châu Âu thì nó xanh mà nó không còn là cái phản xạ cái màu sắc của cái mắt bình thường, là nhìn mắt nó cứ xanh nước biển, xanh mai mái như thế. Thì glaucoma là tiếng như vậy. Glaucoma cho đến nay thì người ta vẫn coi là một trong những cái bệnh gây mù lòa, không phải là nhiều lắm, không phải chính đấy, nhưng mà lại gây là mù lòa nguy hiểm và không thể cứu vãn được, không thể hồi cứu lại được cái thị lực cho bệnh nhân. Bởi vì như vậy, vì là chúng ta có rất nhiều những cái đổi mới trong cách điều trị, phương tiến bộ trong thuốc men, những cái đấy thì giúp cho chúng ta có thể đảo ngược được tình thế. Ví dụ như đục thủy tinh thì là cái bệnh người ta gọi là cườm khô trong Việt Nam này, thì là cái giúp cho chúng ta đảo ngược tình thế hoàn toàn, cái mắt nó đang gần mù hoặc mù, chúng ta có thể mổ để cho nó lại thị lực như thanh niên. Nhưng với glaucoma thì thị lực đã giảm đi đâu thì là chúng ta sẽ mất vĩnh viễn đến đấy. Mà cho nên bây giờ tất cả những cái gì gọi là tinh túy nhất về thuốc men, về mổ xẻ tế bào gốc hay cái gì đó thì cũng không giúp cho chúng ta lấy lại thị lực như ngày xưa. Đấy, cái đó là nguy hiểm. Tuy mắc không nhiều lắm, là người ta tính cái bệnh đục thủy glaucoma thì nó khoảng thứ 3, thứ 4 đấy, trong các bệnh mù lòa không thể cứu chữa được. Sau đục thủy tinh, sau mọi cái bệnh võng mạc di truyền bẩm sinh, rồi một số các bệnh mù của sông Linh, một số bệnh khác thì cái glaucoma không còn là cái nguyên nhân mà gây mù lòa, không thể chịu cái vãn nổi của cái tỷ lệ lớn nữa, nhưng mà vẫn là cái đáng lo ngại trong cộng đồng. Dạ vâng, cũng rất là nguy hiểm cùng với những căn bệnh khác đúng không ạ? Theo tôi được biết thì bệnh cườm nước thường xuất hiện ở những người trên 40 tuổi, đặc biệt là ở những người phụ nữ và hay lo nghĩ căng thẳng. Tuy nhiên thì trên thực tế thì bệnh cườm nước còn có ở trẻ sơ sinh nữa. Không biết điều này có đúng không ạ, thưa bác sĩ? Cái lý thuyết về glaucoma thì nó cũng thay đổi nhiều nhiều, và các cái nghiên cứu của nó thì càng ngày càng cho ra những cái hướng mới. Nó cũng không đơn giản như quan niệm mà của chúng ta suy nghĩ ngày xưa, cũng như là các cái thời chúng tôi được học từ các thầy và ảnh hưởng lớn về những cái học thuyết của người Pháp. Thì cái gốc đóng, cái glaucoma gốc đóng thì nó liên quan nhiều đến cái phụ nữ trên 40 tuổi. Một là cái lúc đó thì cái tuổi nó cũng bắt đầu trục trặc với nhiều hệ cơ quan, không phải mỗi về mắt. Rồi cái cấu trúc mắt của người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam, thì cái cấu trúc người mắt bé, người gốc Mông Cổ hoặc là gốc Tàu. Và mà cái mắt bé như vậy thì giống như chúng ta có cái nhà thì mọi thứ đều, nhà bé thì mọi thứ trong nhà nó không thể rộng rãi được, thì nó chật chội, buồng tắm cũng chật chội, phòng ăn cũng chật chội, thì là giống như trong mắt thì các khoang nó đều chật chội quá. Trong đó thì nó hay tạo nó các cái gọi chủ có hai cái cấu trúc mà hay dẫn cái thủy dịch, thì dẫn nước từ mắt từ trong ra ngoài, đó là cái vùng bè và vùng lỗ đồng tử. Cấu con người thì nó hay bị ngẽn lại, đặc biệt là vùng bè, thì do cái cấu mắt cấu trúc hẹp như vậy nó rất hay bị tắc, bị ngẽn. Thì đặc điểm của những cái người mà châu Á mà gốc da vàng hoặc da đen, chúng ta hay bị glaucoma gốc đóng, tức là do con mắt cấu bạo và vùng bé, thì phần lớn là người Việt Nam ai cũng vậy. Nhưng với phụ nữ thì nó
lại hay gặp hơn, bởi cái người ta rất sợ là cái đồng tử nó co giãn, nó không tốt, không nhạy. Mà đặc biệt những trường hợp sợ hãi, lo âu, mất ngủ ban đêm hôm qua chẳng hạn, chúng ta chuyển thể rét như này, những người glaucoma cũng hay mắc, những người nào nằm viện chờ mở cũng hay mắc, rồi một số phụ nữ hay lo lắng tuổi tiền mãn kinh, những trục trặc như thế thì các nó có rối loạn về cơ thắt của cái đồng tử, cái thần kinh. Đồng tử nó đặc biệt nguy hiểm ở cái vị trí mà nó lại nửa giãn nửa mở, mà nó không còn được nhạy. Và khi bởi vị trí nửa giãn như thế thì nó rất dễ gây đóng góc tiền phòng hay phát sinh glaucoma. Như thế thì cái phụ nữ mà trên 40 tuổi, cái tuổi mà là lo lắng nhiều, nó con nó cháu nó công nó việc nó bệnh họ kia thì hay bị. Chúng tôi thì ở bệnh viện mắt trung ương thỉnh thoảng cũng gặp những cái ca họ họ đang nằm ở Việt Đức, họ chuẩn bị hôm sau mổ cái bệnh gì đấy thì đêm hôm trước họ lên cơn glaucoma, lo lắng về bệnh tật quá. Hoặc còn một số các cái thuốc men mà chống đau bụng, chống đau bụng ngoại khoa, chống đau bụng nói chung của bên nội khoa ngoại khoa cũng có thể gây ra cơn glaucoma, vì nó gây ra cái phản xạ mà giãn đồng tử nửa vời. Một số loại cao giãn, một số loại thuốc tim mạch để chữa say xe, một số loại thuốc tim mạch cũng có thể gây glaucoma. Cái đấy nó xuất phát từ cái bất lợi giải phẫu chúng ta đã nói ban đầu, là cái con mắt của người châu Á nó bé, nó chật hẹp đã, sau đó đến cơ chế về phản xạ về thần kinh, và đặc biệt là cái tình trạng mà đồng tử nó giãn nửa vời. Dạ vâng, nhưng mà đối với trẻ sơ sinh thì cũng có khả năng mắc căn bệnh này đúng không ạ? Vâng, cái chương glaucoma thì đúng là một cái chương lớn. Mà cái bệnh nó phổ hết từ cái có thể từ bé đến già, có các cái chuyên khoa sâu trong ngành nhãn khoa thì đều liên quan đến glaucoma cả. Ví dụ như với trẻ em, tại sao lại bị glaucoma? Mình khi trẻ nhỏ ra đời thì trẻ nó gọi là glaucoma bẩm sinh ạ. Thì khi ra đời cái cấu trúc mắt của cháu bé lại có những bất thường, bất thường như là cái vùng mà nó gọi là rối loạn tổ chức trung phôi, thì là cái vùng bè hoặc là vùng của cái quanh quanh cái lỗ con người nó bị sơ sản, nó có cái dây chằng nó không phân tách hết trong khi mà đẻ ra. Chúng ta biết là khi trong bụng mẹ thì các cái cấu trúc giải phẫu nó tương đối là sát nhau, nó có thể hòa màng với nhau, nó chưa thành các khoang, các hốc, các lỗ để làm các chức năng. Giống như tim cũng vậy, nó cấu các buồng tim khi càng lớn lên trong bụng mẹ thì nó sẽ phân tách thành tâm thất, tâm nhĩ, vách nọ vách kia. Thì với mắt thì nó cũng phải cần như thế, nó từ ngoại bì và trung bì thần kinh nó phải tách ra thành các lá, các lớp thì nó mới làm được cái chức năng của nó. Thì một số cháu nó bị không may là bị cái rối loạn về cái chuyện mắt nó không bao giờ nó phát triển rừng rừng như vậy, và nó có cái dị sản. Thì cái vùng bè là cái vùng giống như là cái lưới chắn rác ở trong các cái lỗ cống si phông toilet của chúng ta, thế thì với mắt thì vùng bè cũng như vậy, nó phải làm cái chức năng dẫn nước lọc cái bẩn cái cặn ra, rồi cho cái dẫn nước ra ngoài cho nó khỏi ứ, khỏi tắc ở trong. Thì vùng bè ở những cháu bé này bị sơ sản, bị cái đây bị chẳng chịt quá thì nó không dẫn lưu được cái thủy dịch thì trong ra ngoài mới lấy glaucoma. Glaucoma như trẻ em thì nó đã không đau, nó không biết phát biểu gì cả, cũng không nhức mấy, thì thấy mắt nó càng ngày cứ càng to, nó càng ứng lên, nó gọi là mắt trâu. Mắt càng ngày nó càng to càng lồi ra, gọi là mắt trâu. Rồi chúng ta không để ý, bố mẹ cũng không đưa đi khám, hoặc là cái chăm sóc mắt ở đấy nó kém, nó muộn quá thì rất là cũng hay bị sót cái trẻ bị glaucoma bẩm sinh. Đặc biệt nó giống cái đứa mà mắt to mắt đẹp theo khi còn được khen, tại vì mắt cháu to, mắt long lanh mà đẹp, nhưng mà chưa chắc đã phải cái đấy nữa, khi là do glaucoma bẩm sinh và là mắt nó cứ to to mà ngoảnh lên. Dạ vâng. Vậy thì với những người mắc căn bệnh này, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh, thưa bác sĩ, nếu như mà chúng ta không phát hiện kịp thời và điều trị kịp thời thì bệnh sẽ để lại những cái hậu quả như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Cũng như cái glaucoma của người lớn thì glaucoma trẻ em, glaucoma bẩm sinh thì cũng gây ra một cái quá trình chết đi của cái tế bào sợi thần kinh, hạch thần kinh ở trong mắt, và cái nhìn của chúng ta nhất định nó sẽ bị ảnh hưởng. Sợ nhất của bệnh glaucoma là cái quá trình tăng áp lực, giống như chúng ta bơm một quả bóng lên mà không để ý đến áp suất chịu được bao nhiêu, cái bao quả bóng đấy chịu được mấy cân hơi, thì với cái mắt với glaucoma là cũng là cái tăng áp lực vô lối như vậy. Và nó sẽ làm, một thì là nó làm hủy hoại các cái môi trường trong suốt của mắt,
thì giác mạc nó sẽ bị phù đục, thể thủy tinh lâu nó cũng bị đục, tất cả những cái gì mà làm chức năng dẫn sáng nó sẽ đục hết, nó rối loạn chuyển hóa mà nó đục. Thứ hai là sợ nhất là nó giết cái tế bào thần kinh thị giác, gọi là tế bào hạch, mà nó gây ra lõm mà teo cái đầu của cái dây thị thần kinh, theo dây thần kinh với chức năng nhìn, dần dần cái đầu nó bị lõm, nó bị teo, nó hỏng, sau đó nó hỏng dần ngược lên đến tận trên đằng sau thị thần kinh hậu nhãn cầu, rồi nó chết cái lứt cái đoạn neuron của nó đấy. À, đến tận giao thoa thị giác mà đấy thì là cái vùng cả một đoạn dài như thế thần kinh nó chết thì không bao giờ nó hồi phục lại được. Và cái mù lòa, cái mất thị lực chủ yếu của các bệnh nhân glaucoma là họ bị mất cái chức năng của dây thần kinh thị giác. Đầu tiên nó mất nửa phía thái dương trước, xong mất nửa phía mũi sau, càng ngày nhìn nó càng hẹp lại. Thế đầu tiên cái thị lực trung tâm thì cũng tương đối tốt, nhưng sau đó thì ngoài cái thị trường hẹp ra thì lại còn cái thị lực trung tâm cũng mất luôn, mà bệnh nhân lâm vào cảnh mù lòa, không có cách nào cứu chữa được. Cái glaucoma nó nguy hiểm như vậy, ngoài những cái chuyện mà nó làm tổn hại cho các môi trường trong suốt của mắt. Dạ vâng, như vậy là người bệnh có thể bị mù lòa đúng không ạ? Đối với nếu như mắc căn bệnh này. Thưa bác sĩ, tôi đang có một thắc mắc rằng là liệu bệnh cườm nước có yếu tố di truyền hay không? Khi mà trên thực tế tôi biết có nhiều trường hợp gia đình là có người mắc bệnh cườm nước thì những người ruột thịt cũng có nguy cơ mắc bệnh rất là cao ạ. Bác sĩ nghĩ sao về điều này ạ? Chắc chắn là có, mà các cái nghiên cứu về cộng đồng cũng nghiên cứu của châu chuyên khoa mắt thì họ cũng đang cố tìm những cái gen gây bệnh để hy vọng là họ có thể điều trị gen được, rồi có những cái khuyến cáo về hôn nhân cũng như là cái khuyến cáo về sớm cho gia đình những bệnh nhân bị glaucoma. Kinh điển thì chúng tôi cũng có rất khuyên, rất là đề cao và khuyên những cái bệnh nhân mà có trong nhà mình có người bị glaucoma, bố mẹ anh chị em đã có người bị glaucoma thì phải quan tâm chăm sóc đến mắt hơn, đặc biệt là khám đo nhãn áp sớm hơn người bình thường, kiểm tra nhãn áp khi có nghe cái bất kỳ cái nghi ngại gì để phòng glaucoma sớm. Nó có cái gen về cái bệnh glaucoma góc mở, thì tại Viện Mắt Trung ương chúng tôi cũng có những anh chị em đã đang làm những cái nghiên cứu đa trung tâm để nghiên cứu cái tìm được cái gen này nó vị trí to của nó trên nhiễm sắc thể nó ở nhánh bao nhiêu các thứ, rồi mình làm ra những cái phương pháp chuyển chuẩn đoán về gen sớm cho bệnh nhân. Ví dụ chúng ta có những cái nó tuần về gen thì nó sẽ có khả năng gây di truyền hay gì không di truyền, nó gắn với nhiễm sắc thể giới tính hay không, di truyền hay không di truyền, để chúng ta khuyên bảo họ cảnh báo những cái thế hệ sau. Chúng ta cũng có những cái lời khuyên về hôn nhân chẳng hạn. Dạ. Một cô ngày đang bị có cái gen bệnh này thì đừng cho lấy một cái người khác có cái cũng có gen bệnh đấy, nó sẽ thành tái tổ hợp một cái đứa trẻ nó dễ bị bệnh đấy, thì là người ta có những lời khuyên về đấy. Hay là có thể những vũ khí điều trị về gen ngoài thuốc men và mổ xẻ, thì thực sự là có gen tôi không nhớ được tên chắc chắn, nhưng mà có đã đề tài ở Bệnh viện Mắt Trung ương, đã có một đề tài của tiến sĩ Đỗ Tấn để trong cái nghiên cứu đa trung tâm về cái tìm gen. Gen đấy thì chúng ta hiểu nói chung là về di truyền, thì nó có di truyền theo gia đình và di truyền theo thế hệ. Thì đúng là liên quan cái cườm nước hay là glaucoma thì ảnh hưởng nhiều bởi cái cấu trúc đó. Cảm quan chúng ta nhìn những ngày xưa chúng ta có những bà cụ chít khăn bỏ quả, mắt hạt quýt, thế là những người có cấu trúc mắt rất là bé hay bị glaucoma. Xong rồi đẻ những cái họ đẻ những người con người cái thì mắt cũng bé bé như vậy, cái câu chiều dài trước sau nhãn cầu nó không bao giờ nó quá 22 mm, thế thì nó cũng hay bị cái dạng mắt bé thì hay bị glaucoma. Rồi người bị viễn thị tức là cái chiều trước sau của họ mới ngắn, cái mắt của họ ngắn hơn người bình thường, cái chiều trước sau họ thường phải đeo kính viễn số 4, số 6 các thứ đấy thì nó ngắn quá. À, trái mới dạng như chúng tôi con tôi hay tôi thì bây giờ là cái dạng cận thị, cái mắt lồi nhìn chỗ lố là thì là cái đấy nó ít khi bị glaucoma. Có thể bị glaucoma dạng khác gọi là glaucoma sắc tố, nhưng mà cái người mà glaucoma kinh điển thì là những người mà mắt bé và viễn thị cao, thì ta phải để ý trong gia đình có những người bị glaucoma, có người viễn thị thì phải đề phòng cái bệnh glaucoma.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, bệnh cườm nước được xem là căn bệnh giấu mặt bởi giai đoạn đầu thì không có triệu chứng rõ ràng, thị lực rất là bình thường, hầu như không có cảm giác đau nhức mắt cho đến khi mà phát hiện ra bệnh. Đặc biệt rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi đã bị nhầm lẫn bệnh cườm nước với các hiện tượng lão thị. Không biết là làm cách nào để người bệnh biết được là mình đang mắc bệnh cườm nước, thưa bác sĩ, có những cái dấu hiệu đặc trưng nào không ạ? Dạ, đúng là nó nguy hiểm mà nó giấu mặt và chính là khó phát hiện nên là nó mới nguy hiểm. Và cái đấy cũng có lý do của nó. Chúng ta biết hồi trẻ mà chơi khỏe mạnh thì không đau đầu mấy, nhưng mà có tuổi rồi trên 40 thì bao nhiêu thứ nó gây đau đầu, mà tắc đường cũng gây đau đầu, việc cơ quan sức ép nhiều chuyện nó cũng gây ra đau đầu, rồi đau đầu thay đổi thời tiết, đau đầu cho chị em có tuổi tiền rối loạn tiền mãn kinh, sau đó thì cao huyết áp, viêm xoang, thì thứ nó gây ra đau đầu. Và nó có người là thì than nó đau đầu nó lan lên mắt ở chỗ thái dương ở vùng trán, nhưng không rõ là mắt nó lan đến hay là từ chỗ đấy lại lan ra mắt, rồi nó có ghi được cả hai. Cái phân biệt của mình cái cụ thể như thế là tương đối là khó khăn. Nhưng mà thì đại thể là chúng ta về lý thuyết và cũng phỏng vấn bệnh nhân glaucoma thì cái đau của glaucoma thì là đau vùng mắt một bên lan sang nửa đầu cùng bên, mắt lan sang đầu chứ không phải đầu sang mắt, phải ôm, tức là nặng đến mức mà phải đang làm gì đó phải nghỉ ngơi, phải ôm đầu đi hoặc uống thuốc hoặc là ôm đầu đi nghỉ chứ không phải là có thể ngồi chơi tiếp hoặc làm tiếp công việc được. Đấy đau của glaucoma. Ngoài đau của một cái cơ quan về chức năng nhìn, chức năng thị giác nên nó có những biến đổi về thị giác. Nó phải gây mờ mắt, nó gây ra nhìn nó hơi bị khói khói ám ám bẩn bẩn như thuốc, rồi nó nhìn vào nguồn sáng thì người ta điển hình, người ta mô tả bệnh nhân nhìn vào nguồn sáng thấy lắm phản quang, ánh sáng nó tóe tóe loe, nó xanh xanh đỏ ở bên, và nhìn những cái bóng quả lê ngày xưa, bây giờ thì bóng neon nhiều nhưng một quả lê này thì vì nó ảnh hưởng đến quan thị giác nên là nhìn nó không thật ạ, nó tóe tóe loe ra, nó đau, nó vãi nước mắt thực sự, tại vì là cái thần kinh đem lực nó tăng mà chèn vào các vàng thụ thể thần kinh. Đau như thế, đau nữa thì kích thích cái trung tâm nôn ở trên não, bệnh nhân thường có nôn khan, nôn ra thức ăn, ít khi cái nôn vọt kiểu như tắc ruột hay là đi ngoài ỉa chảy thì là cái nôn vọt, và nôn ngén thì nó là nôn vọt ra mà nó kể đi ngoài, nhưng mà cái nôn của glaucoma là nôn ra thức ăn luôn tại chỗ thôi. Những cái đau khác do rối loạn tiêu hóa, vấn đề khác nôn ra được nó dễ chịu, nhưng glaucoma thì không, cứ tiếp tục ra hết thức ăn lại cả thêm tiếp thì nôn khan, bao nhiêu nước nôi trong người lại nôn tiếp, thì và không giảm, nó không giảm nhiều với những cái thuốc giảm đau thông thường. Thuốc giảm đau thông thường người ta đau đầu chúng uống một viên paradol đấy đi ngủ hay là nghe nhạc đi ngủ thì không, glaucoma là phải giải quyết được nguyên nhân cho nó đúng thuốc thì mới yên thân mà ngủ tiếp mà sinh hoạt được, chứ không thì những cái loại giảm đau thông thường các cái điều trị thông thường không tác dụng được. Đấy là mấy cái kinh nghiệm nhỏ của tôi và nên lý thuyết cũng vậy. Đấy, cái đau nó, và ngoài ra chúng ta cũng phải lưu ý những vấn đề khác, ví dụ chúng ta vừa nói là trong gia đình có người glaucoma cũng là một cái mà phải để ý, mà cái đau đầu của mình có liên quan nhiều glaucoma, nó khác với người khác. Trong gia đình mình có bố mẹ anh chị em bị rồi, bố mẹ có thể bị bổ với đang điều trị bệnh lý rồi, cơ bản ấy là cái đau này không thể nào tự khỏi hoặc là giảm nhiều hoặc là khỏi được nhờ những cái điều trị thuốc men thông thường dạng như là uống cảm cúm mới giảm đau, và phải giải quyết ở môi trường xuyên qua mắt. Cá biệt thì ngày xưa cũng có những bậc thì các bà các cô các phụ nữ họ chịu đau giỏi lắm, qua được cái cơn đấy và kết quả là họ mù vĩnh viễn là như vậy, vì nó gọi là glaucoma qua cơn, tức là trong cái cơn nào họ vẫn chịu được, về đường sâu đường xa hay là họ cái ngưỡng đau họ chịu tốt, họ không cần đi viện thì nó tất nhiên nó không hành hạ mãi người ta được, nên nó qua cái cơn đấy thì họ đi vào cái glaucoma qua cơn thì nó có những cơn đau sau nó sẽ có thể dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, mà họ âm thầm họ chịu được thì chính những người đấy lại sẽ bước vào cái giai đoạn sau tồi tệ hơn, là giai đoạn mù vì đã coi như bỏ qua không điều trị hoặc là điều trị quá muộn. Thưa bác sĩ ạ, ngoài cườm nước thì hãy biết rằng còn có cườm khô, vốn là hai căn bệnh về mắt khác nhau nhưng không ít người vẫn đang hiểu đơn giản đó chỉ là bệnh cườm mắt hoặc là căn bệnh của người già. Bác sĩ có thể cho các thính giả biết hai bệnh này nó khác nhau như thế nào được không ạ? Dạ, cái này thì liên quan đến đối tượng các
đồng bào bệnh nhân ở trong miền Nam. Miền Nam thực ra thì gọi là cơm nước, là chúng tôi ngoài này gọi là cơm khô thiên đậu thống, thì còn cơm gọi là thiên đậu thống glucom, thế còn cơm khô thì quý vị gọi là đục thủy tinh, đục nhân, đục không phải gọi là pha lê thể và cái khác. Thế thì hai cái đấy là khác nhau. Khác nhau cơ bản, một là đục thủy tinh thì chúng ta đã biết là cái nhân mắt, gọi là cái thấu kính bé tí ở trong mắt để nó làm hội tụ ánh sáng, để nó ánh sáng nó tụ vào võng mạc để chúng ta nhìn được thì nó bị không còn trong như người trẻ nữa, qua tuổi nó đục dần, hoặc do chấn thương nhiều lý do nhưng nó không còn trong. Và không còn trong như vậy thì nó không dẫn truyền được ánh sáng đi được nhiều, hoặc ánh sáng nó không đi được đúng hướng nữa thì sẽ làm gây giảm thị lực. Nhưng mà đặc biệt cơ bản đó là đục thủy tinh là bệnh ở người cao tuổi cũng hay gặp nhiều, diễn tiến từ từ chậm chạp, nó gây mù lòa nhưng mà lại không gây đau nhức. Đấy là cái khác cơ bản so với glaucom là bệnh gây mù lòa nhưng mà gây đau nhức. Triệu chứng nó tục thủy tinh rất yên ả, từ từ tăng dần theo năm tháng. Đầu tiên là thấy đang đọc sách, đang đeo, đang không phải đeo kính mà bây giờ tự nhiên đọc sách không phải đeo kính nữa. Rồi ra ánh sáng thấy nó lóe, nó khó chịu, đặc biệt ánh sáng mạnh. Thế sau đó là nhìn mờ, nhìn xa mờ nhiều hơn, sau đó mới lại mờ nốt cả nhìn gần. Rồi sau đó mới thấy là một bên trước một bên sau, rồi sau nó thường không thấy, ít ít khi bị hai bên cùng một lúc. Và đặc điểm của nó không đồng nhất, cứ nhìn mờ dần thôi. Và thế còn glaucom thì chúng ta thấy là ngược lại, là các cơn đau nhức nếu mà càng ngày càng tăng, càng ngày càng mau dần lên thì là để bệnh nặng dần lên. Và đồng nghĩa với nó mất thị trường, rồi sau đó mất thị lực. Dạ vâng, như vậy sự khác nhau lớn nhất giữa hai căn bệnh này đó là bệnh glaucom hay còn gọi là cườm nước đúng không ạ? Thì là khi mà mắc bệnh thì bệnh nhân sẽ rất là đau đớn, còn bệnh cườm khô thì bệnh nhân lại không có triệu chứng đau đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ Hoàng Cương, đối với những người trên 40 tuổi ạ, đặc biệt là với phụ nữ thì thường xuyên tiếp xúc với máy tính và làm việc trong những điều kiện căng thẳng về tinh thần thì nguy cơ mắc bệnh cườm nước cao hơn đối với những người bình thường khác. Vậy bác sĩ có những cái cách nào để giúp họ ngăn ngừa được căn bệnh này không ạ? Vâng, thì chủ yếu chúng ta cũng phải một là khi đến tuổi lão thị thì cái chuyện đấy là không tránh được. Mà lão thị thì phải đeo kính lão, tức là kính nhìn gần. Với nam giới, với nữ giới cũng thế thôi. Nhưng với nữ giới thì quá trình lão thị, cơ quan thị giác sớm hơn. Đeo kính trước nam giới khoảng 5 năm thì đấy. Dạ. Tôi 40 mới phải đeo thì biên tập viên có thể 35 tuổi là phải đeo rồi. Dạ. Và cái chúng ta phải để ý thôi, nó đau nhức khi không được, không có kính lão và đeo kính lão không đúng số, nó khác mới đau nhức của glaucom. Thì là đau nhức nó xuất hiện ra ngay khi chúng ta nhìn gần, học đọc. Cái gì cứ đi gần lại thì không có kính thì thế sẽ nhức lên, nhức cả vùng trán kèm theo nhòa nước mắt, cay xè, không thể làm việc được, và xu hướng muốn đưa các vật ra xa để nhìn cho nó dễ chịu hơn, nó rõ hơn. Thế nó, nhưng mà như vậy thì vẫn cũng không đảm bảo, khi không rõ vẫn phải có một cái kính gọi là kính lão, kính đọc sách đấy, đeo vào thì mọi chuyện là êm ái, còn không cứ bỏ kính ra là nhức, thậm chí soạn một cái tin nhắn không ở trên điện thoại di động cũng không thể nào mà làm được. Đấy là gọi là lão hoa. Nó khác mấy cái đau nhức của glaucom. Glaucom thì thường một bên thôi, rồi nó glaucom cái thể glaucom mãn tính, không góc mở, cũng có cái dạng đau nhức nó cũng nhẹ nhẹ thôi, không nhiều lắm, không đến mức phải vật vã phải đi viện ngay. Đấy, cái thể đấy thì lại nguy hiểm hơn, nhưng mà may thay là nó thường ở nước mà chủng tộc da trắng của châu Âu, chứ còn người châu Á thì ít bị glaucom góc mở thôi. Glaucom góc mở thì cũng dạng đau nhức của nó cũng tương đối là âm ỉ, khó chịu, và ta cảm giác căng căng tức tức ở mắt, rồi nhìn thỉnh thoảng cái màn sương sương khói khói mờ mờ, nhìn bắt nguồn sáng thì nó cũng có thay đổi các cái màu sắc của ánh sáng, nó tán xạ màu xanh xanh vàng vàng, cũng phải cẩn thận. Giữa cái đau đầu lão thị, đau nhức mắt do lão thị và cái nhức mắt do glaucom thì nó giống giống nhau, nhưng mà một đằng thì đeo kính thì giải quyết được, còn một cái đằng thì lại không đeo kính không giải quyết được. Thì lúc đấy ta phải đi đo nhận áp, ta phải xem có bị glaucom hay không. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, mặc dù nguyên nhân chính xác của bệnh cườm nước thì chưa được biết, nhưng mà chỉ nghe đến tên thôi, bệnh cườm nước đúng không ạ? Thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tới là sự giữ nước thì liên quan đến căn bệnh này. Vậy thì phải chăng là thuốc loại tiểu thì là phương pháp hữu hiệu trong việc giảm áp lực trong mắt, thưa bác sĩ Hoàng Cương?
Được, suy luận cũng, cũng khá là logic thôi. À, cơm nước và giữ nước thì tăng lên. Chúng ta cơ thể mình nhiều tình trạng bệnh lý giữ nước. Giữ nước nhiều ở da, da ở mô cơ mô mỡ thì gọi là phủ. Chúng ta có phủ chân, phủ tay. Do giữ nước, do thận không tốt, do tim hoạt động không tốt. Thế còn giữ nước ở mắt thì nó dây dây glaucoma đấy, đúng đấy mà. Tức là cái dịch luân chuyển trong từ mắt từ trong ra ngoài nó phải đều đặn, nó phải đúng mức để cho nó duy trì cái áp lực mắt nó tương đối là ổn định, để con mắt nó làm cái nhiệm vụ nhìn của nó. Thế bây giờ tự nhiên nó tắc lại, nó không luân chuyển nữa thì nó ứ lại, nó gây căng tức đau nhức rồi mọi chuyện đi. Thì dùng lợi tiểu với nguyên tắc chung thì nó có thể làm tập bài tiết gọi là bài xuất cái nước mà cái gọi là dịch từ mắt từ trong ra ngoài tốt hơn, thì nó sẽ gây giảm áp lực của mắt. Nhưng mà không phải là nước lợi tiểu nào cũng tốt cho mắt cả, mà có thể dùng được cho mắt. Ngày xưa chúng ta ở thời chiến tranh, thời ông bố tôi còn làm việc ấy, thì là chúng ta rất thiếu một cái loại thuốc điều trị glaucoma. Đó là cái lợi tiểu thuộc nhóm diuramid, acetazolamid. Và ngày đấy thì người ta phải dùng những cái lợi tiểu nhóm khác, lasix, hypothiazid là, thì họ có thể làm cả giảm cái nước ở trong cơ thể, tức là gây ra đái nhiều, và giảm được cả nước ở trong mắt, tức là gây hạ được áp lực mắt để chịu glaucoma. Đấy gọi là ứng dụng thôi, không có thì dùng thôi. Thì còn dùng tốt nhất thì vẫn là cái lợi tiểu mà nó phải tập trung vào cái tiết dịch ở trong mắt, đó là cái vùng thể mi đó, thì người ta dùng tốt nhất là cái lợi tiểu kháng men AC Andrea Carbonase. Thì là cái bây giờ người ta vẫn dùng là diuramid và acetazolamid là cái đặc trị để điều trị glaucoma, chứ không phải cái loại lợi tiểu nào cũng có thể dùng để điều trị glaucoma được. Vậy thì có cái phương pháp nào là hữu hiệu trong việc giảm thị lực trong mắt không ạ, thưa bác sĩ? Để giảm áp lực trong mắt đúng không? Vâng. Và gọi thủy lực nghe nó máy móc và cơ khí mà điều trị glaucoma cả một cái chương dài. Mà thường chúng tôi cũng theo những nguyên tắc chung, đó là nội khoa trước rồi đến ngoại khoa. Ta giao kéo là hạn hữu thôi. Thế giữa nội khoa và ngoại khoa có một cái giải pháp trung gian, đó là laser điều trị. Tức là không phải mổ xẻ gì, dùng quang học đốt hoặc là tạo hình cái gì đấy bằng cái tia laser. Thế thì về lý thuyết mà tiết cái dịch ở trong mắt thì nó rất phụ thuộc, nó rất nhiều cái cơ quan khác nhau tham gia vào tiết dịch. Trong đó cái thể mi là tiết ra dịch, nhưng mà là các cái thụ cảm của nó, để nó tiết ít cái tiết nhiều thì nó lại có các thụ cảm beta, alpha, giống như trong cái cơ quan về tim mạch và thần kinh. Rồi là thế là chúng tôi anh dược thì họ ra rất nhiều các cái sản phẩm khác nhau, ức chế beta giao cảm, cường alpha giao cảm, ức chế men CA như chúng tôi vừa nói chuyện rồi. Rồi họ can thiệp vào các cái chúng ta đã nói chuyện, cái con người nó co hay nó giãn, nó cũng ảnh hưởng đến cái thủy dịch nó dẫn lưu tốt như nào. Thế là chúng ta có thể dùng cả thuốc co đồng tử là pilocarpine để làm cho cái đồng tử nó co lại, khu vùng bè nó mở rộng ra để cho cái thủy dịch nó đi tốt hơn. Rồi nếu mà là glaucoma do cái đồng tử nó nghẽn vào cái thể tinh thì lại cần phải là mở nó ra thì nó mới dẫn lưu tốt, thì người ta lại nhỏ thuốc dẫn đồng tử. Thì rất nhiều các cái thuốc khác nhau cho một cơ chế. Thế ngoài ra còn dùng laser thì chúng ta sẽ dùng để đốt một cái lỗ làm cho cái nước nó dẫn lưu từ sau ra trước tốt hơn, nó qua một con kênh mới, thì người ta gọi là laser mống mắt trung biên. Thế là đào một cái lỗ nữa để cho nước thủy dịch dẫn lưu tốt hơn. Rồi laser tạo hình vùng bè, tức là chúng ta đốt những laser nó tạo những cái lỗ thoát lưu tốt hơn của vùng bè để cho dẫn dịch tốt hơn. Thế là về laser. Còn mổ thì người ta có những cái phương pháp mổ, có 3 phương pháp chính thôi. Một là tạo một cái lỗ giỏ, con kênh trước nó tắc rồi thì ta đào con kênh, ta đào hoàn một con kênh mới, ta đào phẫu thuật lỗ giỏ, đào thành một cái lỗ để dẫn cái nước từ trong ra ngoài. Để phẫu thuật lỗ giỏ không được thì người ta phải dùng một cái van, các loại van khác nhau, van nhựa, van kim loại, van vàng, van bạc, để cho cái nước nó dẫn ra ngoài giống như là công trình thủy lợi vậy thôi. Đấy là những cái ba cái phương pháp chính. Tế bào mầm rồi gen điều trị gen thì chưa thấy có cái nào có thể ứng dụng trên thực tế. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ.